Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình rồi các bạn. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.